Thưa quý vị, thưa các bạn, cây cam đang dần trở thành cây trồng chủ lực của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Nhờ đó mà người dân nơi đây có thu nhập ổn định, đời sống của họ đang từng bước được cải thiện và xác định đây là một trong những loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Huyện Lục Yên đang duy trì diện tích cây cam hiện có và tập trung các biện pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của cam Lục Yên. Cây cam được đưa vào trồng tại huyện Lục Yên đã vài chục năm nay. Tuy nhiên, giống cam trước đây nay đã dần bị thoái hóa, cho năng suất thấp và nhiều sâu bệnh. Khoảng hơn 5 năm trở lại đây, huyện đã chuyển đổi giống cam cũ sang trồng các loại cam vinh, cam đường canh cho quả mọng, sản lượng cao và chất lượng cũng tốt hơn giống cam cũ. Để phát triển loại quả có múi này, huyện đã tích cực hỗ trợ người nông dân vay vốn, đầu tư vườn ươm giống tại địa phương đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, cử cán bộ khuyến nông sâu sát với cơ sở, theo dõi sinh trưởng và phát triển của cây cam, mạnh dạn chuyển đổi quỹ đất giống cây trồng để tăng diện tích, tăng sản lượng, chất lượng cũng như nâng cao thu nhập cho người dân từ cây cam. Thế à, nói chung là trồng thì trồng cũng không đếm được cây, nói chung khá nhiều mà một phần chưa có quả, thì một phần có quả, nói chung là mới đang bắt đầu thu nhập thôi vậy thì bây giờ mình được bên dưới này thì lại đầu tư sang bên đầu trên kia thì mấy năm trước mình lại toàn đầu tư lên trên kia thì nói chung là cứ làm bao nhiêu đầu tư bao nhiêu còn chưa lúc nào nó rộ một một loạt thì như năm nay khả năng cũng được một 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 chút chắc là cũng được vài chục tấn như hiện nay mô hình ngày càng nhân rộng và chất lượng ngày càng nâng cao thì chúng tôi cũng đã có nhiều cái chiến lược như sản xuất theo gấp và đang trong năm 2020 cho chúng tôi sẽ định hướng đến đó là chúng tôi sẽ sản xuất và làm theo chương trình OCOP Với lợi thế là vùng cam truyền thống, những năm qua cùng với việc mở rộng diện tích, chính quyền và người trồng cam xã Khánh Hòa đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm sản xuất rau quả theo quy trình an toàn Việt Gáp thị trường tiêu thụ được mở rộng tới Hà Nội, Lào Cai, Lai Châu. Hiện nay, hợp tác xã của tôi đang hoạt động theo đó là cùng cùng nhau phát cùng nhau chăm sóc, phát triển và nhân rộng cái mô hình hợp tác xã. À, trong và trong những năm tiếp theo thì hiện nay bên cạnh đó chúng tôi tập trung nó nâng cao chất lượng sản phẩm à, về mẫu mã, hình ảnh và hoàn thiện về bao bì sản phẩm cũng như là à, có dành nhiều cái định hướng ra để phát triển thị trường, tìm à, hướng thị trường và chủ yếu đó là đến gặp các siêu thị cũng như đơn vị cung ứng lớn để chúng tôi đeo bao tiêu sản phẩm cho bà con cũng như hộ các hộ trồng cam ở tại địa bàn huyện Lục Yên. Với hướng đi đúng, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sự liên kết trong sản xuất tiêu thụ, tin rằng thương hiệu cam sành Lục Yên mãi đứng vững trên thị trường. Những mùa cam ngọt sẽ giúp người nông dân nơi đây nhanh chóng xóa hết đói nghèo trở thành những tỷ phú trên mảnh đất này